Thức đàn chó không lông kỳ dị nhất thế giới. Thứ nhất là chó không lông Solo. Loài chó này đã tồn tại rất lâu đời và có xuất xứ từ Mexico từ khoảng 3.500 năm trước vào thời đại của các bộ tộc người Aztec. Điểm đặc biệt và kỳ lạ của loài chó này là chúng không có lông. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có một số bé có lông ít. Cùng với đó là cái cổ dài, tai dơi, mắt tròn và cơ thể bóng mỡ màu đen, xám hoặc nâu cà phê. Chó Solo có cơ bắp chắc nịch, cặp chân khỏe mạnh, bộ ngực nở rộng và sâu. Chúng rất thông minh, nhanh nhẹn, tình cảm và rất trung thành với chủ nuôi. Thứ hai là chó không lông Peru, có nguồn gốc từ Peru cổ đại. Chúng cũng là một giống chó không có lông, tuy nhiên vẫn có một số sợi lông trên bàn chân và đỉnh đầu. Chúng sở hữu một thân hình cao gầy có phần dũng mãnh. Da của chúng rất nhạy cảm và dễ bị dị ứng. Chó Peru khá hoạt bát, nhanh nhẹn, trung thành với chủ nhân và rất thông minh. Thứ ba là chó không lông Trung Quốc, có thể nói đây là dòng chó xấu nhất thế giới. Thường được chia làm hai loại, một loại sở hữu bộ lông bình thường và loại kia được xếp vào nhóm chó không lông. Đối với dòng không lông, chúng không phải hói toàn thân mà vẫn có một nhúm lông ở trên những bộ phận như đầu, tai, bàn chân và đuôi. Về tính cách thì đây là một giống chó nhỏ rất ưa làm nũng, thích được yêu thương. Không những vậy, chúng còn nổi tiếng là nghịch ngợm và khó bảo. Tôi biết phúc mà là bét.